Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay ngay tại Hội đồng Giám sát quận Cam, giám sát viên A Triều Đỗ đại diện khu vực 1 sẽ đệ trình một dự án liên quan đến khu vực nghĩa trang dành riêng cho quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và Nam Hàn. As we gather together here today, Father, we ask that you bless us with the courage to do what is right and reflect your will. We ask for clarity and patience that we may bring you glory and follow in your footsteps in service to others. In your holy name, amen. Amen. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Khu đất rộng 283 ha ở thành phố Anaheim Hills do đại công ty bất động sản Irvine tặng cho quận Cam vào năm 2014 đã được Hội đồng Giám sát quận Cam bỏ phiếu thông qua vào tháng 12 năm 2018 để sử dụng làm nghĩa trang, trong đó một nửa dành cho các cựu chiến binh Mỹ, một nửa dành cho dân sự. Giám sát viên Andrew Đỗ đề nghị dành 1/5 phần đất dân sự gần 30 ha để xây dựng nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và Nam Hàn là những đồng minh của Hoa Kỳ trong các cuộc chiến. Ông còn đề nghị không chỉ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mà luôn cả những người phối ngẫu của họ cũng được phép chôn cất trong khu nghĩa trang này. Đệ trình của giám sát viên Andrew Đỗ đã được giám sát viên gốc Hàn Michelle Steele cùng chấp bút theo thủ tục và được Hội đồng Giám sát thông qua nhanh chóng với số phiếu tuyệt đối. So this is, I believe, a wonderful opportunity for us to also say thank you to those veterans that fought for the United States and fought for us for all our different wars. Those of us that have been striving for a veteran cemetery in Orange County for a number of years, we think this is a very unique honor that we can present to our allies. I would just say that, again, as Abraham Lincoln said, that Gettysburg is altogether fitting and proper that we do this. Please proceed. Thank you. Thank you. With this proposal, to have a cemetery, an Orange County cemetery, and a place for our allies to share that cemetery with us is a moment that none of us should ever forget. This is truly an historic moment because I don't know of anywhere else in the United States where that exists. So I congratulate all of you for this moment in history that you're creating, this moment that none of us will ever forget. And I know my time's expired, one more second. And that is, we will teach. We will lead by example. This is the greatest country on earth, and it's owed to everybody that stood and fought for it. So thank you, God bless you, and God bless America. Great, thank you. This is not only important to the Vietnamese American community or the Korean American community, but it should be important to all of us when we, given the diversity of our county and of our country, given look at the composition of the audience and the board and the people who work in the county, we are united in those common values. And we come together to say that in celebrating the heroics and heroism of each other, we stand united in value and as one people. Many Allied veterans of those wars now call the United States their home. By approving this item today, we recognize the sacrifice of our allies and provide them an honored resting place besides American veterans. So since motion's been on the floor, that, you know, I'm gonna second the motion. We will go back to the beginning of our discussion calendar with item 17. Madam Clerk, if you could read. Okay.
dự án này có ảnh hưởng không chỉ đối với lại cộng đồng người Việt mà kể cả đối với cộng đồng của người Đại Hàn. Do vậy cũng có rất nhiều cơ quan truyền thông của Đại Hàn đã tới có mặt ngày hôm nay ở đây. Và họ đang phỏng vấn giám sát viên Andrew Đỗ là người đưa ra khởi đầu dự án này và được toàn bộ hội đồng thông qua. Tiếp xúc với phố Bô Sa TV, giám sát viên Andrew Đỗ cho biết: chúng tôi từ lúc lên làm giám sát viên có một cái quyết tâm là chúng tôi muốn tạo ra một cái dịch vụ, một cái việc làm để chúng ta có thể kinh doanh Việt Nam Cộng Hòa. Với cái việc làm ngày hôm nay cho thấy chúng ta xứng đáng là một phần của đất nước Hoa Kỳ, và những cái hy sinh của chúng ta đã là hy sinh của chung. Dự án này dành 1/10 của cái nghĩa trang, tức là khoảng chừng 20 mấy hectare cho gần 30 hectare. Thì cái đó là miếng đất để mà sử dụng, nhưng mà còn cái tất cả những ngân sách để mà xây dựng ở trên đó sẽ được đưa ra từ ngân sách nào hay là từ người dân, thưa giám sát? Dạ, những chi tiết đó một ủy ban để cố vấn với hội đồng giám sát và cơ quan nghĩa trang chung với lại cộng đồng chúng ta sẽ tạo ra những cái điều kiện đó và những chi tiết đó. Ngày 20 tháng 4 chúng tôi sẽ có một buổi họp lớn để trình bày những cái chi tiết đó với cộng đồng. Từ giờ cho đến lúc đó chúng tôi sẽ phải tham khảo rất nhiều để mình biết được là tốn kém khoảng bao nhiêu và những cái sources mà mình có thể lựa có funding nó đi từ như thế nào. Dĩ nhiên là những cái việc mà chúng ta muốn thành lập những tượng để tưởng nhớ Việt Nam Cộng Hòa thì đó là cái project riêng của mình, thì mình sẽ phải tự gây quỹ mình lo lấy. Nhưng mà về vấn đề mà sửa soạn đất để mình có thể làm nghĩa trang đó, thì cái đó, những cái tốn kém đó một phần nào đó sẽ kiếm được những nơi khác tới. Khi nghe tới dự án này, nhiều người nghĩ tay ngay tới những cái hình ảnh của nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Thì liệu rằng những cái công trình ở trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa hoặc là cái tượng rất là nhiều người nói tới đó là tượng lính Tiết Thư, nó sẽ có ở trong cái khu vực này không ạ? Có. Chúng đó là cái mong muốn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng là sẽ bắt đầu làm việc với một họa sĩ để tạo ra một cái tượng đó, và đó sẽ là cái nơi chính. Rồi từ đó chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái nơi mình sẽ làm rất là formal để trở thành một nơi tưởng nhớ. Mỗi khi mà chúng ta có những ngày đại lễ, mình sẽ tổ chức chương trình cho cộng đồng ở đó. Gần đây có nhiều cái nghị quyết từ các dân cử địa phương mà bị đánh giá cho rằng đó là những nghị quyết mang tính hình thức hoặc là mang tính không có thực tế. Dự án này sẽ là một dự án thực tế hay là nó lại là một cái hình thức nữa, thưa giám sát viên? Cái đó thì cái đánh giá của mỗi người thôi. Cái việc mà kiếm được 30 mẫu đất, nếu mà người nào nghĩ cái đó mà không phải thực tế thì cái đó tôi không thể cãi được. Thực sự cái việc mà mình làm thì mình cứ làm. Còn những người mà họ muốn kiếm cách để mà chỉ trích, nó đặt ra khó khăn thì cái đó là cái sự suy nghĩ của họ. Mình thấy những cái việc mà bất cứ việc gì mình làm mà trong đất công cộng, nhất là trong một bãi đất của quận Cam giống như là tượng Đức Thánh Trần ở trong công viên Mount Square Park, khi mà nó nằm ở trong đất của chính phủ, của một chính quyền, cái đó nó không phải là một cái chuyện chỉ có symbolic. Nó cho thấy mình có cái sự ảnh hưởng, mình có là một phần của cái chính quyền đó. Đó là cái sự mà không có một cái vinh danh nào mà chấp nhận mà rõ ràng hơn là mình được nằm ngay trong đất công cộng. Thì khi nó nằm đó rồi nó đâu không đi đâu được hết. Còn trong chỗ tư thì ngày nay nó là chủ này, ngày mai chủ kia, làm sao mình biết được là nó có được giữ hay không? Như vậy là dự án dành 1/10 khu đất nghĩa trang ở thành phố Anaheim Hills với gần 30 hecta cho quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và Nam Hàn do giám sát viên Andrew Đỗ đệ trình đã được toàn bộ hội đồng giám sát quận Cam thông qua và được nhiều cựu chiến binh ủng hộ. Những câu hỏi như khu đất này sẽ được thiết kế như thế nào, ngân sách xây dựng từ đâu ra và đặc biệt là bao giờ nghĩa trang sẽ chính thức đi vào hoạt động sẽ được trả lời trong thời gian tới. Phố Bô Sa TV tường thuật ngay tại Hội đồng Giám sát quận Cam, Nam California.